Hello anh em nha. Hello 500 anh em YouTube nha. Lại là mình đây. Nay mình tiếp tục lên clip thanh lý đồ cuối năm cho anh em nha. Về anh em tự dọn. Muốn lấy xác thì lấy, muốn lấy phụ tùng dọn lên máy gì đó thì anh em tự làm nha, mình không có làm mấy dòng này, mấy dòng nhỏ thành thử ra mình không có chơi, bán rẻ rẻ lại cho anh em làm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ngay kẹt này nữa là 10, đúng không? Để em đếm lại coi, 3 5 7, đúng rồi, 10 cây thanh lý cho anh em nha. Tình trạng nó thì cây này thì em kéo nghe nó còn hơi nè, nó bực bực luôn nha anh em. Bình xăng nó cũng còn dính đây nè, em không có làm mấy dòng nhỏ, khách đem lại ấy cầm rồi có cái đổi máy rồi em không chơi mấy dòng này, thành thử ra em không có làm, bán rẻ rẻ về cho anh em mấy khu vực miệt ngoài rồi người ta có mấy xưa thì mấy cái máy nhỏ này thì người ta sử dụng thì người ta làm thôi. Con này cũng còn mà bỏ lâu quá cũng hơi yếu yếu, em cũng không có vệ sinh gì hết đó, đem lại sao làm để nguyên vậy đó. Con này nó tên là cái gì, sát đô la ma đô la mi 114 nè đó, hai con. Con này thì mất cái tay cầm hay gì, đúng rồi, mất cái tay cầm rồi mà hơi đó, quá lâu rồi. Kêu nó là chiếc xe tăng đi em, không biết tên gì đâu. À, đây 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 đây, Echo, Echo xe tăng, nôm na nó là vậy đi, Echo xe tăng, mã là 502 hay 50 mấy gì, nó đóng đất rồi em cũng không biết nữa. Thôi cái gì kệ, mụ nậu nó đi, em thua đó. 3 con, còn cái này là cũng chiếc xe tăng, mà xe tăng này xe tăng nhỏ hơn, bị còn hơi không để em thử. Ù, hơi cứng anh em ơi, con này hơi ngon à, đó tục 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 luôn, con này hơi còn nặng lắm nè, không biết có hiệu không. Ui, con này có ít tin, ít tin 110 AV mà em cũng không có làm luôn, hơi còn nặng lắm à. Đó đó, 4 con rồi. Tiếp thằng này là đầu tê giác mà không biết của hãng gì, có trợ lực luôn anh em, có trợ lực luôn, 5 con rồi. Còn 5 con này thì thiếu đồ lum la hết, cũng không ghi ca luôn. 1 2 3 4 5 rồi, tổng cộng là 10 con bán cho anh em về làm với mức giá là 1 triệu đồng. Anh em nào nhanh tay chốt trước thì được trước, anh em nào sau thì hết ha. Ai alo cho mình trước thì được trước, đặc biệt là mình chỉ nhận chuyển khoản và không có ship COD gì hết. Khi mà mình nhận chuyển khoản rồi mình đem hàng ra mình gửi thì anh em về ngoại tự trả tiền ship giúp giùm mình, tại này là mình bán
show hand cuối năm cho anh em về, anh em muốn lấy phụ tùng, muốn chế cháo, muốn lên máy, muốn làm gì làm nổ lại tùy anh em. Còn mình là không có thời gian để làm mấy cái máy nhỏ này, với khu vực mình là chỉ chơi máy bự thôi, thành thử mình đem ra thanh lý cho anh em ha, 10 cây rồi mức giá 1 triệu đồng nhận chuyển khoản. Rồi ok, anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, bye bye, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào clip sau. Ok.